Trưa nay 28 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các địa phương bão số 4 đi qua để chỉ đạo nóng một số nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả sau bão số 4. Dự điểm cầu Ban chỉ đạo tiền phương thành phố Đà Nẵng có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương, bão số 4 là cơn bão mạnh, đi nhanh, thời gian đổ bộ vào đất liền vào ban đêm. Song cả hệ thống chính trị, các lực lượng và người dân đã vào cuộc đồng bộ, chính vì vậy đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Với sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, song nhờ sự chuẩn bị ứng phó quyết liệt, khẩn trương, căn bản, nên thiệt hại bước đầu đến nay đã giảm thiểu ở mức tối đa. Cụ thể, 4 người bị thương ở Quảng Trị, sập 3 nhà, hư hỏng tốc mái 157 nhà, lớn nhất ở Quảng Trị là 118 nhà, chìm 3 ghe nhỏ, trên 9.400 trạm biến áp bị sự cố mất điện, 15 xã bị mất điện, hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp. Ngoài ra, cơn bão còn đổ một trụ anten trung tâm truyền thông thành phố Hội An, hư hỏng hai đồn biên phòng và gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn lãnh đạo các cấp đã chủ động tích cực phòng bão Noru, nên đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu. Để khắc phục hậu quả sau bão số 4, bão Noru, các địa phương khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố để nhanh chóng khôi phục hoạt động và bảo đảm an toàn giao thông, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch, sinh hoạt để bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân. Hỗ trợ người dân, nhất là những hộ khó khăn sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, tốc mái, hư hại, khắc phục nhanh các công trình công cộng, trường học, trạm y tế để bảo đảm điều kiện cho học sinh trở lại trường, nơi khám chữa bệnh cho người dân. Thủ tướng đề nghị các địa phương nơi bão đi qua cần khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão lũ để bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm, ổn định đời sống người dân thời gian tới. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ sau bão để chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, sát với diễn biến thực tế, không để bị động, bất ngờ, không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, vì những năm gần đây, bão không gây thiệt hại về người, nhưng mưa lũ sau bão thì luôn có người bị thiệt mạng, và tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di rời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.